Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi. Và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á, đúng không? Dạ. Không có lo gì cả. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói gì? Em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai chị. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em ngon lời chị. Ông đang hết một bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ, có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Thì tới chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Là không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi quá. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái,
rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó, ví dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ, nha. Em cần ghen, ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Rồi bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực tròn cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Đây, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ. Có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Tại anh muốn gửi để em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cảm ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là con mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đấy chứ nhỉ. Yeah. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. Ờ, nhét luôn ha. Dạ, ờ, đóng chặt lại nha. Thôi, tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Dạ. Nếu là có thể gặp nhau chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được rồi. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được
làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xe trả được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con quen mình sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Đường Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Việt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên, mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận, cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Lại bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ có tiềm năng, nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn dạ. Mê gái đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tôi bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mẫu người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi, cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Thích ta đưa chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa?
nhịp tim nó tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Dạ. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được á. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng là dạ, dạ bên tê phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á, thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào.
Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ, mình có món quà tặng. Anh em đi, cho nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? Con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con ngon quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tây trang một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được á thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú Tần anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn với anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Chuông rồi sao ghế? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Cô ấy anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn sao cho tập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Có muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Dạ. Nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một
2 3 Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em báo không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là rất khắc vào sâu vào tim rồi không quên được. Vậy được quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô. Hôn lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ từ. Nắm tay vô. Hôn từ từ, chừng nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị hôn vô hôn từ để ra Nguyên để Nguyên để Nguyên hít hít vô hít sâu giờ ta hôn đầu tiên mà hít đó đi chưa cảm thấy sao cảm giác sao cảm giác hạnh phúc hạnh phúc công nhận nó hít thấy thương luôn hít thấy thương kìa hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha dạ không quên anh được hai đứa cầm bé đi xem phim nha ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng á, tới đi xem phim để tìm hiểu nhau yêu nhau nhiều hơn nha. Con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mình ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. À cải thiện nòi giống đúng không? Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa thành bị thốn tim không? Cảm giác sao? Cảm giác cũng có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền mở rào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Mời nhà trai. Đây, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè? Mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ. Dạ, con chào cô, con chào chú Quyền Linh. Con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương. Và quê quán của con thì, dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À, qua bản coi đi nha, mặt thầy gái luôn hả? Trời ơi, bé gái đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh xắn. Đẻ dưới con quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ, con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đường này kia luôn. Thực sự mới chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên đàn gái nhà tôi ha.
chú bộ đội đây để coi coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn một năm. Ừ, mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau ạ. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng, còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Nên là trời ơi, sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ, con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con đang ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ, cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ, vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình. Vậy bên kia Quảng Bình Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ, sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ, vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy đó. Cao hơn con. Con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống đó, cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 53. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69.9 ạ. Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá tại sợ không lo được rồi mất công ghen ha. Trời, mệt thương không? Dạ, mệt mỏi. Thôi thôi được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ thưa anh Quỳnh Linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Ngoài thủ trưởng có ý kiến ạ? Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ hôm nay con đi với anh trai Mưa và một vàng em gái Mưa. Anh trai Mưa với em gái Mưa luôn? Một vàng em gái Mưa của con. Một vàng em gái Mưa của con. Còn sống xét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. Anh đó là anh trai Mưa hả? Sao lại là anh trai Mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai Mưa mấy bạn đi chung ở đây. Dạ thì con có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh.
Dạ, bạn Quang Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ, em ấy học thì rất là giỏi. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì về cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, con cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi mở rào. Đứng dậy tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Để trong sách anh có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con. Để đây. Rồi đó. Nhận sổ nè. Rồi trao quà của mình luôn. Rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh. Là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. À, không sao đâu. Thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi. Tại vì anh có suy nghĩ mà. Thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa? Gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không. Chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám. Là ấy thôi. Ấy thôi đó mà. À, thật ra thì anh chỉ hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi. Bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi. Ngoài hình ơi nhìn con sợ trắng quá, cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì hết cô ạ. Rung quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó. Tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó. Nắm tay bạn gái. Mời cho đứng lên nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô thì... cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm mới được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễm đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi. Em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi. Truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè.
Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quan lửa, mạnh đấn miền Trung công như đón gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng Thạch Hàn, ngon dòng hò trống vẫn và đầy vơi, xưa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy. Chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi, con xin hát rồi. Thì em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mà lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Bây giờ anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình. Bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nghiệp luôn. Bắt một cái đồng nghiệp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành đó, Thành nhìn vô máy đi. Coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh. Thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Biến tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào, con đồng ý không? Nè, chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Con rồi Thành, mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ôi con cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta phải bình tĩnh từ từ nào, đúng không? Đầu hết tiên sức phải bình tĩnh nào. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Dạ. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi. Ôi trời ơi. Em mét nhiêu đấy. em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Ừ, vậy được rồi.
thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên ở Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trước nhà của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha. Dạ. Chút xíu thế nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn hả? Dạ. Tí sụ dùng mèo thình tị ngọ mùi thân dậu thức khởi. Hợp. Hợp. Hợp hả? Hợp hợp hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và các cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào đàn gái. Dạ. Dễ thương. Đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đâu xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi không thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao?
Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Ôi, ôi trời ơi, em mét nhiêu đấy. em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Quá rồi, được rồi đó. Ừ, vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô mà còn phải làm cửa, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, phải làm em cửa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, 68 rồi. Vô được. 72 yên tâm đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Ừ. Còn theo quyết định của hai cháu nữa chứ. Dạ. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. À, bạn thân rồi. Dạ. Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi mình anh ạ. À, đi một mình hả? Rồi, không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng cái gì nào. Dạ em là một người rất là thích đá banh, em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em thích bao bóng em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dưới vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À, em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến nhân với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh. Tình yêu khát vọng phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ một sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai, bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chân tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ. Tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn rồi, được rồi.
hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha, cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh, cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Anh đi, anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Ừ. Công việc nam có, nữ cũng có. Ừ. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Ừ. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến đi mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ rồi thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhé. Từ từ bỏ nhé. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Tiến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn.